Trị liệu thần kinh cột sống là gì? Trị liệu thần kinh cột sống là phương pháp trị liệu bằng tay, được phát minh cùng năm với công nghệ X-quang và điện ảnh. Năm 1985, Daniel David Palmer đã biểu diễn nắn chỉnh bằng trị liệu thần kinh cột sống lần đầu tiên trên cơ thể người gác cổng khiếm thính của ông, Harvey Lillard, và phục hồi khả năng nghe của ông ấy. Sự thao tác trên xương và khớp xương thì không phải là điều mới, vì chúng đã được thực hiện theo cách truyền thống suốt nhiều thế kỷ, và bây giờ vẫn vậy. Hippocrates, cha đẻ của y học Hy Lạp, đã sử dụng thao tác nắn chỉnh để điều trị tình trạng cột sống vào năm 400 trước công nguyên, và các chùa Phật giáo thực hành nắn chỉnh cột sống trong suốt hơn 2.000 năm. Nhưng trị liệu thần kinh cột sống đột phá với ba sự cải tiến mới. 1. Hệ thần kinh điều khiển hầu hết chức năng của cơ thể và cột sống là bộ phận chính liên quan đến sức khỏe của hệ thần kinh. 2. Kỹ thuật di chuyển khớp xương với cột sống với những thao tác nhất định. 3. Mục đích của nghiên cứu khoa học dựa trên mối liên hệ giữa cột sống, hệ thần kinh và sức khỏe. Trong một thời gian ngắn, trị liệu thần kinh cột sống đã trở thành một chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe đầu tiên chuyên về nắn chỉnh cột sống và đang được đón nhận rộng rãi là phương pháp thay thế cho thuốc hoặc phẫu thuật đối với các bệnh lý cơ xương khớp. Trị liệu thần kinh cột sống nghĩa là điều trị bằng tay, vì mục đích chuyên ngành này là để chữa lành con người không dùng thuốc hay phẫu thuật và trở lại cuộc sống năng động,